Dưới đây đều là những thói quen cực xấu với cơ thể, hãy loại bỏ chúng ngay lập tức nhé. 1. Thiếu ngủ có thể ngủ bù vào cuối tuần. Mọi người nghĩ thiếu ngủ thì có thể ngủ bù vào cuối tuần được mà, nhưng sự thật là bạn nên ngủ đủ 7 đến 8 giờ mỗi ngày nhé. 2. Càng bổ sung nhiều vitamin càng tốt cho sức khỏe. Mọi người nghĩ bổ sung vitamin sẽ rất có lợi cho sức khỏe của bạn, nhưng sự thật là chỉ có bác sĩ mới nói cho bạn biết loại vitamin nào tốt cho sức khỏe bạn mà thôi. 3. Chúng ta nên tắm 1 đến 2 lần mỗi ngày. Mọi người nghĩ bạn nên tắm 1 đến 2 lần trên một ngày, nhưng sự thật là tắm nhiều không tốt đâu, chỉ nên tắm khi cần thiết thôi. 4. Ở chốn đông người che miệng khi hắt hơi hay ho là đủ. Mọi người nghĩ bạn nên che miệng khi ho hay hắt hơi lúc có người bên cạnh, nhưng sự thật tốt nhất là khi bị bệnh bạn nên tự cách ly mình với người xung quanh. 5. Muốn bảo vệ răng miệng nên đánh răng ngay sau mỗi bữa ăn. Mọi người nghĩ hãy nhớ đánh răng ngay sau khi ăn nhé, nhưng sự thật là bạn chỉ nên đánh răng 2 lần ngày mà thôi. 6. No bụng rồi thì đi ngủ một giấc thôi. Mọi người vẫn thường nghĩ bạn nên ngủ một giấc sau bữa trưa, nhưng sự thật là ngủ ngay sau khi ăn khiến bạn dễ tăng cân. 7. Ngủ nhiều thì mới tốt cho cơ thể. Mọi người nghĩ ngủ càng nhiều càng có lợi cho sức khỏe, nhưng sự thật là ngủ nhiều hơn 8 giờ ngày có thể khiến bạn mệt hơn. 8. Có đồng hồ báo thức sẽ không sợ ngủ dậy muộn. Mọi người nghĩ muốn dậy đúng giờ thì dùng đồng hồ báo thức là chuẩn nhất, nhưng sự thật là bị đánh thức một cách bất ngờ không có lợi cho sức khỏe. Và cuối cùng, ra đường khi trời nắng đeo kính râm nào cũng được. Mọi người nghĩ tất cả các loại kính râm đều có thể bảo vệ mắt khỏi ánh mặt trời, nhưng sự thật là chỉ những loại kính râm chất lượng cao mới có thể bảo vệ mắt của bạn mà thôi. Hãy ngừng ngay những cách giảm cân này, chúng không có kết quả đâu. Đầu tiên, ăn tối muộn có tốt không? Lầm tưởng rằng bạn không nên ăn tối sau 6 giờ, nhưng sự thật là bạn chỉ tránh ăn quá no từ 3 đến 4 giờ trước khi đi ngủ là được. Uống nhiều nước trái cây, detox sẽ giảm cân nhanh. Bạn vẫn cứ lầm tưởng rằng uống càng nhiều nước trái cây thì càng đẹp da và giảm cân nhanh, nhưng sự thật là bạn chỉ nên uống tối đa 3 cốc nước trái cây trên một ngày thôi nhé. Chocolate là đồ ăn vặt gây béo. Bạn lầm tưởng rằng chocolate làm bạn béo, nhưng sự thật là một thỏi chocolate đen vẫn an toàn cho cân nặng và sức khỏe của bạn. Mỗi bữa ăn ít đi thì mau xuống ký. Bạn vẫn lầm tưởng là ăn càng ít sẽ giảm cân càng nhanh, nhưng thực tế những người thông thả thường ăn 5 đến 6 bữa nhỏ mỗi ngày. Uống nhiều nước giúp việc giảm cân dễ dàng hơn. Bạn vẫn cứ lầm tưởng rằng muốn giảm cân nhanh, hãy cố uống 6 đến 8 ly nước mỗi ngày, nhưng sự thật thì bạn chỉ cần uống theo đúng nhu cầu của cơ thể thôi nhé. Cứ kiêng chất béo, kiểu gì cũng gầy. Bạn vẫn luôn suy nghĩ rằng muốn thon thả, hãy kiêng hẳn chất béo, nhưng thực tế chỉ ăn chất béo quá nhiều mới gây hại thôi. Thay đường trắng bằng đường nâu là an toàn. Bạn lầm tưởng là đường nâu ít béo hơn đường trắng, nhưng sự thật lượng calorie của chúng là như nhau nhé. Kiêng tinh bột là cách giảm cân nhanh và hiệu quả. Bạn luôn cho rằng tinh bột có hại cho vóc dáng và sức khỏe, và sự thật là vẫn có những loại tinh bột tốt, giàu chất xơ như ngô, khoai.